Nhà Zimbai xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay nhà em về một chiếc xe Road thương hiệu B&G, và cái chiếc này là chiếc B&G Finisi, một trong những cái dòng tương đối là cao cấp và rất là nhẹ của cái dòng xe Road của B&G, thương hiệu của Ý và dùng tại nội địa Nhật, được nhà Zimbai mua đấu giá về Việt Nam qua đường bay. Hàng xe tay Nhật cao cấp. Về hình thức tổng quan chiếc này thì rất là đẹp, hầu như không có vết xước sát nào cả. Xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà chủ người Nhật thì dùng rất là ít, và được nhà Zimbai lựa chọn cũng như là để đấu giá ấy. Nó cũng rất là tỉ mỉ. Ở chiếc này dành cho những người mà các bác yêu thích thương hiệu B&G cũng như là đi xe đường trường và yêu thích cái đẹp. Tóm lại là cái chiếc này về cấu hình xe thì tương đối cao. Xe thì về cấu hình thì là khung nhôm này, càng trước là carbon này. Và xe dùng bộ chuyển động là hai đĩa 10 lít Shimano Tiagra. Xe thì dùng bộ cặp vành nhôm hai lớp của B&G Arctic Dream rất là đẹp. Cặp lốp Victoria 700x25C Yen Fiji Antares R5 Made in Italia. Nói chung là từng chi tiết một chiếc này cực kỳ là chất. Sau đây em đi về chi tiết để bác cùng ngắm chiếc này nhé. À quên, em chưa nói về size thì chiếc này là size dòng đứng là 47cm và dòng ngang là 51. Các bác có chiều cao từ 1m60, 62, 62 trở lên thì nó mới đẹp được. Đến khoảng tầm 75 đổ lại, 74 đổ lại. Đấy, 62 đến 74 thì là đẹp nhất. Còn lại thì các bác trên dưới 1-2 phân cũng có thể là điều chỉnh cọc yên để phù hợp với cái sải tay cũng như là cái chiều cao của mình được. Đây, chiếc yên B&G, yên Fiji Antares. Ở dưới gầm nó ghi R5 và cái handmade nó là làm bằng tay các bác nhé, handmade Italia. Đấy, Fiji của Ý này, cái chữ handmade nó ở trong cái gầm này này. Đấy, handmade Italia. Và đặc biệt chiếc này là cái màu của nó là màu nó kiểu hơi màu ghi xám ấy, thế nhưng mà nó lai những cái đường xanh đặc trưng của B&G là xanh xanh ngọc, xanh min. Đấy. Và chiếc này nó có cái dòng Finisi là dòng tương đối cao cấp quá nhé. Nó thiết kế cái khung cực kỳ là đẹp đẹp luôn. Đấy. Ví dụ như là cái màu xanh của nó này, đặc trưng của cái màu xanh B&G là cọc yên này. Cái thân dưới của cái khóa cọc yên này. Đấy. Và các cái nan hoa này. Nan hoa này cũng đều là cái màu xanh, như cái màu xanh này. Trên những chiếc xe Road ấy, nó rất là đẹp quá ạ. Nhìn bên ngoài cực kỳ là mê luôn. Và cái line xanh chạy trên khung. Đấy, và cái khung này nó có một cái điều mà tương đối là đặc biệt là cái dòng nhôm, đương nhiên là dòng này nhôm cao cấp của B&G rồi. Và cái nó thiết kế này ở cái phần dòng ngang ở cái phần gần cọc yên thì nó nhỏ. Nhưng nó sẽ to dần ra các bác ạ. Nó chạy to bản dần ra lên đến gần đến tâm của bốt này. Đấy, nó to dần ra. Thế nhưng mà khi mà nhìn ở đằng ngang này, đấy, nó vát này, Fantasy Sport này, đấy, nó vát này, và nó tạo cái khí động học cho cái chiếc xe, đấy, cho xe đường trường mà, đấy, và cái bản ở khung ở dưới cũng vậy. Đây, đi vào chi tiết vào khung dưới. Đây. Chữ B&G là chữ sơn chìm màu đen. Xe đã có gọng nước topper của Nhật. Và từng chiếc ốc này này cũng là màu xanh đặc trưng xanh ngọc luôn. Đấy, từng chiếc ốc này, này rất tinh tế luôn các anh nhé. À, gạt đĩa là Shimano Tiagra. Em cũng chưa nhìn được ở trong phía bên trong nó là 4800 hay là bao nhiêu, Tiagra 4800 hay là bao nhiêu đấy, nhưng mà nó là Shimano Tiagra. Và tất cả bộ này là Via Japan, bộ chuyển động ấy, xích clip, xích cũng đây, xích Via Japan này. Đấy, và cái clip cũng clip thả clip 9, clip 10. 2, 4, 6. Em chưa đến cái này bao nhiêu.
10 lip và 10 lip thả cũng là Shimano Japan VR, củ đề cũng vậy. Nói chung là chiếc bộ Tiagra này cực kỳ xịn sò rồi. Giò đĩa cũng là Shimano Tiagra và gạt đĩa tay bấm xả, chiếc này gần như là full các bác nhé. Về pedal thì pedal nhôm VP cực kỳ đẹp luôn, hầu như không sử dụng. Đấy, nó bị bết cái nắp nhựa này thôi, không sao cả. Có thể do vận chuyển cái nắp nhựa đâu. Đấy, cực kỳ đẹp về 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 hình thức. Quê này, quê là Tiagra này, và clip là clip Shimano, clip clip 10 Shimano. Đây này, chữ Via Japan quá nhá, ở trong gầm này. Đấy, biết các bác có nhìn rõ không? Đấy, Via Japan này. Và mai ơi, trước sau cũng đồng bộ Shimano Shimano. Đấy, còn cái này là hình như Shimano Via Malaysia, hấp nó hay thế. Còn vành này, các bác nghe tiếng líp này rất là ok nhá, líp rất thích luôn. Vành này, vành sau là AT470 Arctic Dream Binchi Limited Edition. Đấy, cái phiên bản nhôm 6061, vành nhôm hai lớp mà. Binchi này, Limited này, AT470. Nói chung là trên những chiếc xe đường trường road ấy thì họ sẽ trang bị những cái vành rất là chất lượng và nhẹ. Quan trọng nhất là nhẹ nhưng mà phải chất lượng. Lốp là Victoria Zafiro 700 x 23. Em xin lỗi, vừa nãy em lại tưởng là 25 nhưng mà nó trước này là 700 x 23C. Đấy, nó cũng 25-23, nó cũng chỉ chênh nhau một chút xíu, không đáng kể đâu. Nhưng xe rốt thì người ta hay đi size 23 và 25 quá nhá. Touring thì đi 28. Shimano Tiagra, cái ngàm phanh của nó này, trước sau nó đồng bộ luôn, nhìn nó rất là đẹp. Và cái màu của nó là màu Tiagra, cái màu sơn kiểu như là sơn màu bóng, nhưng mà màu ghi ấy, cùng tông màu với cái cả cái xe luôn. Để em quay mặt trước để bác cùng ngắm chiếc này. Đây, bộ ghi đông và pô tăng của nó FSA, kể cả chén cổ nhá, cái bộ này cực kỳ xịn xò luôn các bác nhé. FSA compact này, cả cái nắp của pô tăng để lắp cái ghi đông này nhìn cực kỳ là khỏe luôn, mạnh mẽ đẹp, và nó xịn xò cái từng cả cái ốc. Khi mà bỏ cái lục giác vào đây lắp cái ốc cũng xịn như này, nó cũng rất là thích các bác nhé. Nói chung là xe chính hãng và nó đồ Nhật về mà xuất vào thị trường nội địa Nhật, cho nên là cái chất lượng tiêu chuẩn của nó tương đối cao, và nó từng chi tiết từ cả cái ốc luôn. Đấy, ví dụ tay bấm xả này, tay lắp này, Tiagra này, cái này không nhầm là 4800 này. Đấy, cái Shimano này, và cái tay Binchi, cái dây quấn của nó vẫn nguyên từ đầu luôn các bác nhá. Cái này họ chưa thay luôn cả cái tay nắm này, bởi vì chủ người ta mô tả là người ta dùng rất là ít. Đấy, có gọi là cái tổng quan, cái quãng đường của chiếc xe này không nhầm người ta nói chỉ mấy chục cây số thôi. Đấy, và nó có cả cái tăng giảm cái phần dây gạt đĩa này, rất tinh tế. Còn chiếc này là người chủ tự đối chơi đấy. Đây này, các bác nhìn cái dây củ đề gạt đĩa này và tới dây phanh này, người ta cũng mua luôn, lắp luôn cả các cái chống xước này trên khung này. Cái bộ này có 3-4 chiếc thôi nhưng mà cũng mấy trăm đấy các bạn. Cũng quanh tầm gần 2.000 yên đấy, gần 400.000 mấy cái sợi này thôi, mấy cái chống xước này thôi. Đấy, chủ rất là tinh tế. Và dòng này là người ta đi dây ngoài các bác nhé. Đấy, và càng là càng carbon. Chiếc này nếu về độ nhẹ thì nhẹ hơn rất là nhiều. Nhẹ hơn dòng Bia Binchi Bia Niron 7. Cái là cấu hình như nhau, cái về khung nhôm carbon thì như nhau, nhưng mà dòng Finisi này là dòng nhẹ hơn tương đối, bởi vì là nó là cao cấp hơn, phân khúc cao cấp hơn. Đấy, cờ Ý và in chìm Binchi 4700 nhé các bác ấy. Đây này, Via Japan 4700 từ cả cái phanh này. Đấy, nhìn ở trong gầm này mới để ý đấy, chứ còn bên nhìn bên ngoài thì không thấy đâu. Đấy, cái tay nắm của nó này, cái chữ Binchi chìm màu xanh vẫn còn, gọi là cái dây ban đầu đấy, và cái dây quấn trên cũng vậy, Binchi. Tay lắc thì rất là nhẹ nhàng và mượt mà.
chén củ này, FSA và các cái vòng đệm này carbon hết các bác nhé. Cái yên lại thế này, cái cọc yên này, cọc yên carbon nhá các bác nhá. Chiếc này thì có càng carbon này, cọc yên carbon này và vòng đệm chén cổ carbon. Đấy, còn đương nhiên là putang này nhôm FSA rồi. Các ghi đông cũng là nhôm FSA thôi chứ nó không phải là carbon. Chiếc này đã có một chiếc đèn, em lắp một chiếc đèn tặng các bác này. Đấy, có mấy chế độ sáng nhấp nháy này, đèn sạc USB và tương đối rất sáng. Xe Nhật nhiều khi về có những chiếc đèn rất là tối, nó chỉ mang chất cảnh báo thôi, những cái chiếc đèn này nó nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà về cái cường độ sáng nó tương đối tốt các bác nhé. Em cũng không biết chính xác bao nhiêu lumen nhưng cũng khoảng tầm 3 hoặc 500 lumen. Đấy, nó rất là sáng và có nhiều chế độ tắt. Trông rất đẹp. Mafali. Đây, quay sang bên phía bên trái thì các bác cùng ngắm chiếc này. Chắc phải zoom 0.5 đúng không? Zoom 0.5 sẽ rất là đẹp. Các bạn đang xem chiếc Binchi Finishi phiên bản nội địa Nhật và được mua đấu giá bên Nhật về Việt Nam qua đường bay, hàng đi đường E thì rất là đẹp. Ở chiếc này về cấu hình size 47 dòng đứng, dòng ngang 51. Đấy, các bác cứ khoảng tầm 1m62-63 trở lên đến khoảng 74-75 đổ lại thì chạy chiếc này cực đẹp luôn. 75-76 đổ lại, còn tầm 62-63 trở lên, 64 đổ lên thì cực đẹp luôn. Khung nhôm càng carbon, cầu in carbon, được vòng đệm chén cổ carbon và chiếc này dùng bộ Shimano full luôn các bác nhé, là Tiagra 4700 via Japan. Đấy, các bác thích đồ made in Japan thì sẽ gọi là quan tâm đến chiếc này. Bởi vì nó từ là bộ chuyển động từ gạt đĩa cù đề này, gió đĩa này, tay lắc này, cặp phanh này. Đấy, toàn là Tiagra 4700 via Japan hết. Và xích đít cũng vậy luôn, cũng via Japan luôn. Đấy, chiếc này cái bộ chuyển động từng chi tiết của nó toàn Japan hết. Đây, chiếc pedal VP cả hai bên. Nó bị mất cái nắp nhựa này nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Bác dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, nó trơn nhầy không ạ? Mà gần như không sử dụng đâu. Và chủ Nhật mô tả cũng chiếc này người ta cũng chơi thôi, rất là ít khi sử dụng, một vài lần, vài chục km thôi. Cho nên là mua những chiếc xe cũ này rất là ok. Và người ta đây, tem Binchi Store, người ta mua ở Store Binchi bên Nhật thì nó có một số store ở các thành phố lớn như Tokyo hoặc là các cái Osaka hoặc một số cái tỉnh lớn ấy, thì nó sẽ có các cái Store Binchi, các cái hoặc là qua cái hệ thống như Iroad này, Binchi Cell Cycle, Asahi Cycle, vân vân. Các cái hệ thống bán lẻ của Nhật người ta sẽ bán những chiếc này và nó có tem của nó. Quýt tháo mở nhanh Shimano và dòng này dòng rất là cao luôn, rất là thích luôn. Dùng cái này nó bẻ khóa vào nó chắc chắn và nó, thứ nhất là nó nhẹ nhàng, thứ hai nó đẹp, thứ ba là nó chắc chắn các bác nhé. Cái cự khóa của nó, các cái ti vật Shimano này rất là tốt. Đấy. Hấp này, Shimano này. Và cái này xem nó Shimano gì, Via Malaysia. Hấp thì thông thường là như thế. Và tại sao nó đi ít? Nó phải đồng bộ tất cả các cái đồ từ xích lip nó không mòn này, má phanh này, má vành này. Đấy, các bác nhìn chi tiết thì nó gần như mới mà. Lốp này, đấy, tai các cái râu này, đấy, các cái vân này, nó vẫn nguyên như này này. Nó chưa mòn, nghĩa là người ta điện sẽ đi rất ít và tất cả nó phải đồng bộ. Cặp lốp này là Victoria Zafiro made in Taiwan, made in Thái Lan, 700x23C. Đấy, xe nó đi ít, nó phải đồng bộ tất cả các bác nhé. Từ cả giò đĩa này, xích clip này, bàn đạp pedal này, đấy, lốp này, vành này, phanh này, má phanh này, yên này. Nó ngồi nhiều thì nó sẽ mòn các bác ạ. Cái đấy điều sử dụng nhiều thì nó sẽ mòn. Thế nhưng mà để nói về độ mới thì nó dùng ít hay nhiều nó phải đồng bộ tất cả các chi tiết cơ, chứ không phải có một cái này mới cái kia cũ thì không được, thì nó có thể thay thế hoặc là nó không chính xác. Đấy, ví dụ chiếc yên Binchi, yên Fiji của Ý này, made in handmade Italia luôn, dòng Antares R5 này nhá. Đấy, nó đẹp như thế này mà nó không một vết bẩn luôn.
Bụi thì có, bởi vì nhưng mà người ta không, hầu như không dùng, nhưng nó chỉ còn nó sẽ có bụi thôi, chứ còn nó gần như nó không bị bẩn, nó không bị xước, hoặc nó không có màu thời gian, nó không mòn, người ta ngồi rất là ít. Đấy, phản quang sau này nó đẹp như này, phản quang nhật này rất là chắc chắn các bác nhá, và nó cái độ phản quang nó đương nhiên là nó rất tốt rồi. Đấy, từng chi tiết một đây này. Đấy, nếu mà những cái này là chủ người ta cũng rất là chơi tinh tế, trang bị những mua những cái này nó không đáng nhiều tiền đâu, mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà nó nhỏ này mà nó lại rất cẩn thận để chống xước vào khung đấy. Còn thì xe đã qua sử dụng một hai vài lần ấy, thì nó không thể tránh được, người ta nó những cái vết xước rất nhỏ, và chiếc này nó có một hay hai vết rất nhỏ đây này, để các bác nhìn luôn, và nếu mà nhìn bên ngoài thì không phát hiện được đâu. Đây là em chi tiết thì em chỉ cho các bác để các bác cùng xem đây, thì không biết có phải vết xước không hay là vết bẩn đấy, nhưng mà đại khái là vết rất nhỏ như hạt tăm, đầu tăm thôi nhé. Đấy, ví dụ thế, hoặc bên cạnh này nó bị một đây cũng thế, đây này đấy, bằng đầu tăm này. Thì cái này có thể do vận chuyển thôi, để cái hai cái vành ốp sang hai bên khi mà tháo ra vận chuyển từ Nhật thì có thể nó chạm vào một tí thôi chẳng hạn, thế thì cái đấy nó không tránh khỏi được. Còn xe về là không một cần, như hầu như không có vết xước luôn. Đấy, những cái chỗ nếu mà người ta dùng nhiều, những chỗ dễ xước nhất là chỗ càng này, đấy, giò đĩa này chẳng hạn, thế này. Nhưng chiếc này thì cứ rất là ít luôn, hầu như không có đấy. Cho nên nếu về hình thức nó đẹp như vậy, và vành bánh cũng vậy, bánh trước này, xem cái ở đây bánh nó hầu như nó không phanh, chứ chưa phanh mấy được vài lần thôi. Chân thì cầm thì đi cầm thưa các bác nhé, và chân là chân khuyên à, chân cái màu xanh này cũng đặc trưng của Hinchi luôn, rất đẹp. Cái này khả năng là nó là thép hoặc inox không gỉ, còn em thì cũng không 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 hiểu lắm về từng cái vật liệu này, nhưng mà họ sơn màu đen, cầm đi cầm thưa cầm đôi đấy. Và vành rất là trơn tru, cân mã phanh Shimano, mã phanh Shimano, nghĩa là nó mới, nó phải từng chi tiết một, tất tần tật luôn, đồng bộ. Đấy, lốp 700x23C, các cái ta lông ban đầu vẫn còn nguyên, nhưng chứng tỏ người ta đi ít. Made in Thái Lan. Đây, chiếc này trục giữa là trục cốt rỗng các bác nhá, bi mặc đạn trục cốt rỗng. Số khung nó nằm dập chìm ở dưới này. Đấy, số khung này. Nó sẽ trùng với số khung trong cái giấy tờ mua bán này để mang đi đăng ký. Cái giấy tờ này chỉ là cái mua bán thôi các bác nhá. Đấy, quan trọng xe nó chất nó từ Nhật, thì nó nhà em thì chỉ bán xe Nhật thôi, cho nên là lần sau em, từ những clip sau em cũng sẽ không giới thiệu về cái giấy tờ này nhiều, nó chỉ là cái giấy tờ mua bán thôi, viết tay với nhau, giữ cá nhân với nhau thôi. Mang đi đăng ký ở ở bên Nhật thì nó phải có giấy này chuyển nhượng. Đấy, giò đĩa Shimano Tia Gra 4700 này cực kỳ đẹp. Ở đây em để em nhìn cái gạt đĩa này xem là cái made in ở bên trong này, xem có nhìn được không. Đây, Japan luôn các bác nhé, 4700, thế nghĩa là bộ này là FD 4700, và cái củ đề cũng thế, 4700 Shimano Tiagra 4700, tất cả là made in Japan hết, từ tay lắp củ đề, gạt đĩa, thay phanh. Trục hai bên là trục trước sau là trục bi côn, rất nhiều bác cứ hỏi bi côn với lại bi bạc đạn, thì với cái hiểu biết của mình thì em cũng xin chia sẻ là ngắn gọn thôi. Bi côn thì là Shimano người ta đa phần dùng bi côn, đặc biệt hãng Shimano, bởi vì những cái gì người Nhật là những cái gì tốt rồi thì người ta cứ để nguyên, ít khi những họ chỉ trang bị trên những chiếc xe rất là cao cấp mới là trục bi bạc đạn. Còn lại thì là trục cốt giữa, trục trục giữa là trục cốt rỗng. Và cái trục bi côn thì về độ trớn ấy, bi bạc đạn thì đương nhiên là bi bạc đạn nó sẽ trơn hơn. Đấy. Nhưng mà bi côn ấy nó cũng không kém đâu các bác ạ. Nó cũng là gọi là, nếu mà bi côn mà nó được cái ưu điểm là nó rất là dễ bảo dưỡng, căn chỉnh rất dễ. Đấy, và thứ hai là mình bi bạc đạn nếu mà nó có vấn đề gì đấy thì có thể thay cả bóng bi thôi, chứ còn thì cái bi côn thì chỉ có thay mỡ thôi, nó xong đơn giản. Nói chung là nó bi côn nó tiện các bác ạ, độ trớn thì cũng không kém bi bạc đạn mấy đâu, nếu mà căn chỉnh côn tốt
và mỡ dùng mỡ tốt thì cũng không sao cả, nó tùy vào sở thích của các bác thôi. Và những cái cọc vành bây giờ dùng pin mặt đạn thì nó sẽ mắc tiền hơn một chút, nhưng mà cũng tùy. Chiếc này em clip hơi dài với cái chiếc pin GFDC này, mong rất mong các bác thông cảm nhé. Em cũng rất muốn là đi về chi tiết từng chi tiết một để những các bác mà không có điều kiện đến nhà xem hoặc không ở gần ấy, thì để qua clip thì các bác có thể là xem được chi tiết hơn. Cho nên là các bác mà xem thấy dài rất mong các bác thông cảm. Đây nó chỉ mang tính chất là chia sẻ là chính, và làm sao mà có nhiều nhất cái thông tin của chiếc xe đến với các bác ở xa không đến được nhà xem. Đấy, và những đa phần những chiếc pin chi nhà em thì là nó sẽ có cái hình thức là gần như mới hoặc là dùng nước rất là ít. Đấy, cũng toàn đa phần là phải lựa khoảng tầm 97-98% trở lên, 95% trở lên. Đấy là những chiếc pin chi xe đốt và để cho các bác chơi cũng như sưu tập nha. Cái dòng này nó rất là hiếm, và các bác chơi xe thì chỉ cần search pin chi finish bên Nhật thì các bác sẽ ra giá luôn. Em cũng không có gì phải giấu giếm việc đấy đâu, nhưng mà ví dụ xe về thì tùy từng chiếc mình đấu giá, hoặc là cái phí nội địa Nhật thì có những chiếc sẽ ở tỉnh xa này sẽ cao, và có những chiếc nó sẽ ở gần mà ví dụ người bên Nhật lấy được thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy là cái mà thực tế. Còn vận chuyển đường bay về Việt Nam thì gần như nhau, nó cứ theo đường bay theo cân thôi, 200 mấy chục nghìn một cân nặng thì thôi, nó theo đường bay về thì các bác sẽ ra phân khúc giá. Thì chiếc này cái em không báo chính xác được, em chỉ báo phân khúc nó là 20 mấy triệu. Đấy, còn chi tiết thì khi mà các bác dùng một chiếc xe bỏ ra một số tiền rất là lớn để mua một chiếc xe đạp thì cũng không tiếc gì một cuộc điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo, em sẽ thông tin chi tiết. Đấy, còn ở trên mạng mới lại hoặc là YouTube với các kênh khác với video thì thực sự là chỉ báo được cái khoảng tầm thôi để cho các bác biết thôi. Còn xe này chất lượng thì mỗi một chiếc xe đã qua sử dụng ấy, nó sẽ khác nhau, độ mới còn lại nó khác nhau, và nó sẽ giá nó sẽ tùy vào cái hình thức của chiếc xe và cái độ mới của nó. Còn chiếc này cái phân khúc là 20 mấy triệu, các bác vừa size vừa cái màu sắc cũng như là cái cấu hình, đặc biệt phải vừa size. Mua xe đầu tiên là phải size xe các bác nhé. Đấy, từ 1m62-63 trở lên đến khoảng tầm 74-75 đổ lại nhé các bác nhé. Còn các bác ngoài vượt ngoài cái chiều cao đấy thì không nên, bởi vì chạy xe đường trường thì cái đầu tiên là phải vừa size, và các bác đến trực tiếp thử được thì là tốt nhất. Còn không thì em cũng sẽ tư vấn trực tiếp qua video call, các bác gọi để em tư vấn cũng được, hoặc em sẽ gửi ảnh gửi chi tiết cho các bác. Thì các bác vừa size như vậy, vừa màu sắc như này thì liên hệ nhà em Zimbai, có địa chỉ tại số nhà 39 ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại Zalo của em là 0915 640 76. Em thì chỉ có bán mỗi xe gọi là giao lưu, chia sẻ với các bác xe Nhật, đấu giá Nhật về đường bay. Đấy, chỉ có thế thôi, tin mỗi bên Nhật thôi, chất lượng thôi. Và lựa những chiếc xe nó phải còn nguyên bản, cái gì mà nó không có lắp thêm tặng thêm là em sẽ nói, cái đèn tặng thêm là nói, còn cái này gọng nước Nhật, bê đan Nhật tất tần tật luôn, trừ mỗi cái đèn em tặng thêm quá thôi. Đấy, thì cũng rất mong là các bác gọi là mua một chiếc xe đạp để chạy thể dục và để đi chơi, hoặc là cái nhu cầu đi lại, hoặc kiểu khi có nhiều bác cũng chỉ để chơi sưu tầm thôi, chẳng hạn để ngắm thôi chẳng hạn, đấy mình sở hữu những chiếc xe đẹp thì cũng mong muốn mang đến chia sẻ với các bác như vậy. Nên là sẽ tìm những chiếc xe ở đồ địa Nhật để mua về đường bay, chứ thực sự em cũng không dám mua ở Việt Nam hoặc những cái nguồn khác, em cũng không dám luôn. Mong cảm ơn các bác rất là nhiều đã ủng hộ cho Zimbai trong suốt thời gian vừa qua. Video rất dài, các bác xem thì cũng tua đi cũng được, hoặc là thông cảm cho em, bởi vì đa phần là dành cho những cái bác mà ở xa không thể đến trực tiếp được, cho nên là video phải dài và phải tỉ mỉ, phải chi tiết từng chi tiết một. Đấy, thì các bác xem thì rất mong các bác thông cảm. Thôi em xin tạm dừng video trước BNG Road model là Finishy tại đây. Mong được giao lưu với các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều.
Và xin chào và hẹn gặp lại.